Bộ tiểu thuyết Sherlock Holmes, câu chuyện Năm hạt cam khô. Hạ tuần tháng 9, những ngọn gió thu phân thổi vào dữ dội, suốt ngày gió thét mưa gào. Khi buổi chiều dần đến, cơn bão càng lồng lộn. Trong ống khói, gió kêu khóc như một đứa trẻ. Sherlock Holmes ngồi trầm tư ở một phía lò sưởi, tra cứu những hồ sơ hình sự. Tôi ngồi ở phía bên kia, chăm chú đọc một cuốn truyện về biển cả, cho đến khi tiếng hú của gió từ ngoài đường như nhập vào trang sách và tiếng mưa tạt kéo dài ra thành tiếng sóng vỗ ì ầm. Nhà tôi đã về thăm mẹ nàng, nên tôi đến ở với Holmes tại phố Baker. Anh Holmes, chắc chắn là có tiếng chuông reo. Ai đến nhỉ? Một người bạn của anh chăng? Trừ anh ra, tôi không có người bạn nào. Vậy thì là một thân chủ. Nếu thế, đây là trường hợp nghiêm trọng. Nhưng cũng có thể đó là một người bạn thân của bà chủ nhà. Sherlock Holmes đã đoán sai vì có tiếng bước chân trên hành lang và một tiếng gõ cửa. Anh vươn cánh tay dài ra để xoay đèn về phía cái ghế trống. Xin mời vào. Người bước vào còn trẻ, khoảng 20 tuổi, ăn mặc bảnh bao, gọn gàng, cử chỉ dáng điệu, lịch sự và tế nhị. Cái ô trên tay anh ta nước chảy ròng ròng, áo mưa cũng óng ánh nước. Dưới ánh đèn, chàng trai nhìn quanh một cách lo lắng, đôi mắt nặng trĩu, giống như đôi mắt của một người đang bị nỗi lo âu dày vò. Xin ông tha lỗi cho, tôi tin rằng tôi không quấy rầy ông, nhưng tôi đã mang một vài dấu ấn của mưa bão vào trong căn phòng. Đưa áo khoác và ô cho tôi, cứ đặt lên cái móc là sẽ khô ngay thôi. Anh mới từ Tây Nam đến phải không? Vâng, từ Horsham. Tôi đến để xin lời khuyên bảo. Dễ thôi. Và sự giúp đỡ. Điều đó thì không phải bao giờ cũng dễ dàng có được. Thiếu tá Prendergast cho tôi biết chính ông đã cứu ông ta. À, đúng đấy. Ông ta bị cáo buộc về tội bài bạc lậu. Ông ta bảo rằng ông có thể giải quyết bất cứ vấn đề gì. Ông ta nói hơi quá đấy. Và không bao giờ thất bại. Tôi đã bị đánh bại 4 lần rồi, 3 lần do đàn ông và 1 lần do phụ nữ. Nhưng so với những thành công của ông thì có thấm tháp gì? Đúng là tôi thường thành công. Vậy thì có thể trường hợp của tôi cũng thế. Anh hãy kéo ghế tới gần lò sưởi và cho tôi biết vài chi tiết về trường hợp của anh. Chàng trai kéo ghế đến gần lò sưởi và giang cái chân ướt ra về phía ngọn lửa, rồi nói một cách rõ ràng. Tôi là John Openhouse. Ông nội tôi có 2 người con trai, chú Elias và cha tôi là Joseph. Cha tôi có 1 nhà máy nhỏ tại Coventry, làm ăn phát đạt đến nỗi ông có thể bán cái nhà máy ấy để về dưỡng già với một khoản thu nhập đáng kể. Chú Elias đi sang Mỹ khi còn trẻ và trở thành một chủ đồn điền ở Florida. Vào thời kỳ chiến tranh, chú tôi chiến đấu trong quân đội của tướng Jackson, sau đó dưới quyền chỉ huy của tướng Hood với quân hàm đại tá. Khi tướng Lee đầu hàng, chú tôi trở về đồn điền của ông. Vào khoảng năm 1869 hoặc 1870, chú trở lại châu Âu, mua một thái ấp nhỏ tại Sussex gần Horsham. Ông đã gây dựng một cơ nghiệp đáng kể tại Mỹ, nhưng ông bỏ đi vì ghét những người da đen và ghét chính sách của Đảng Cộng Hòa, vì đảng này đã nới rộng quyền dân chủ cho dân da đen. Ông là một người độc ác, hung hãn và nóng nảy. Khi nổi giận, ông ăn nói rất cộc cằn, tính không ưa giao tiếp. Ông uống rượu mạnh, nghiện thuốc lá nặng. Ông không giao tiếp với ai và không cần đến bạn bè, ngay cả với cha tôi. Ông có cảm tình với tôi vì khi ông gặp tôi lần đầu tiên, tôi mới 12 tuổi. Ông nài nỉ cha tôi cho tôi sống với ông. Lúc không say sưa, ông thích chơi cờ đam với tôi và tôi thường thay mặt ông để giao thiệp với các tôi tớ và nhà buôn. Vì thế vào lúc 16 tuổi, tôi gần như là chủ của ngôi nhà. Tôi giữ mọi chìa khóa. Tuy thế có một ngoại lệ đặc biệt. Ông có một căn phòng để chứa đồ đạc trên gác thượng, bao giờ cũng khóa. Và ông không bao giờ cho phép bất cứ ai bước vào, kể cả tôi. Một hôm vào tháng 3 năm 1883, có một lá thư với con dấu nước ngoài nằm trên bàn. Từ Ấn Độ, ông nói khi ông nhặt nó lên. Dấu bưu điện Pondicherry. Thế là thế nào? Ông vừa mở ra thì từ trong đó, 5 hạt cam rơi xuống cái khay của ông. Tôi bắt đầu cười, nhưng liền ngưng ngay lại vì thấy nét mặt ông thay đổi. Môi ông mím lại. Mắt sừng sốt nhìn vào cái phong bì trong bàn tay run rẩy. Ông hét lên. Ca ca ca! Lạy Chúa, lạy Chúa! Tội lỗi của tôi đã bắt kịp tôi.
Cái gì vậy chứ? Tử thần. Ông lui về phòng. Tôi cầm phong bì lên, thấy rõ ba chữ ca được viết nguệch ngoạc bằng mực đỏ trên nắp bì thư, phía bên trong ngay chỗ dán keo. Không có gì khác ngoài năm hạt cam khô. Tôi rời bàn điểm tâm và khi bước lên cầu thang, tôi gặp ông đi xuống. Một tay cầm chiếc chìa khóa rỉ sét, tay kia là một cái hộp bằng đồng nhỏ. Chúng cứ làm những gì chúng thích, nhưng tao sẽ đánh bại chúng. Ông nói với một lời thề. Nói với Marie rằng tao cần một chút lửa trong phòng tao đêm nay và hãy mời ông luật sư Ford ở Hossam đến. Khi luật sư đến, tôi được yêu cầu bước lên phòng. Lửa đang cháy sáng và nơi ghi lò sưởi có một đống tro đen, giấy đã bị đốt. Còn cái hộp thì mở toang ra trống rỗng. Khi liếc nhìn cái hộp, tôi giật mình vì trên nắp được khắc ba chữ ca. Này cháu, chú muốn cháu chứng kiến di chúc của chú. Chú để lại thái ấp của chú cho anh, tức là cha cháu, rồi về sau chắc chắn sẽ truyền xuống cho cháu. Mong sao cha cháu sẽ thừa hưởng nó một cách êm đẹp. Nếu thấy bất lợi, thì cháu hãy giao lại cho kẻ thù của chúng ta. Chú tiếc phải trao một con dao hai lưỡi lại cho cha cháu và cháu. Cháu hãy ký vào bản di chúc. Tôi ký tên và ông luật sư mang tờ di chúc theo ông. Tôi cứ suy nghĩ mãi mà vẫn không hiểu gì cả. Sau ngày đó, chú tôi uống rượu nhiều hơn bao giờ hết và hầu như ông luôn luôn ở trong phòng khóa cửa từ bên trong. Nhưng đôi khi, ông xuất hiện trong trạng thái say sưa điên dại, nhảy sổ ra khỏi nhà đi sục sạo trong vườn với một cây súng ngắn, hét to lên rằng ông chả sợ đứa nào, rằng ông không thể bị nhốt như một con cừu trong chuồng. Nhưng khi cơn cuồng nộ qua đi, ông chạy vụt vào phòng khóa chặt cửa lại giống như một người không chịu được sự khiếp đảm lâu hơn nữa. Một đêm kia, ông lại rơi vào một cơn điên dại và không bao giờ trở về nữa. Khi đi tìm, chúng tôi phát hiện ra ông nằm úp trong một cái ao nhỏ có váng màu xanh ở cuối khu vườn. Không có dấu hiệu gì của sự hành hung và nước chỉ sâu có 2 feet. Bởi vậy, người bồi thẩm cho rằng đó là một vụ tự tử. Cha tôi thừa hưởng thay ấp và 14.000 đô la đứng tên ông tại ngân hàng. Hãy ngừng một lát, Hôm nói xen vào. Hãy cho tôi biết, chú anh nhận lá thư đó ngày nào và ông ta chết vào ngày nào? Lá thư đến vào ngày mùng 10 tháng 3 năm 1883. Cái chết của ông xảy ra 7 tuần sau đó, vào đêm mùng 2 tháng 5. Cảm ơn, xin kể tiếp. Khi cha tôi tiếp nhận tài sản tại Hossam, ông đã xem xét kỹ gác thượng. Cái hộp bằng đồng vẫn nằm tại đó, những thứ bên trong đã bị hủy đi. Phía trong của nắp là một cái nhãn bằng giấy có in ba chữ K, và dưới nó là mấy chữ, thư từ, sổ ghi nhớ, biên lai và một quyển sổ. Chúng tôi cho rằng những thứ này cho biết tính chất của những thứ mà chú tôi đã hủy đi. Những thứ còn lại trong căn phòng trên gác không có gì quan trọng, trừ một số lớn những giấy tờ vương vãi và những quyển sổ nói về cuộc sống của chú tôi tại Mỹ. Bước sang năm 1884, cha tôi đến sống tại Hossam và mọi sự tiến hành tốt đẹp cho đến ngày 4 tháng Giêng năm 1885. Tôi nghe cha tôi kêu lên một tiếng khủng khiếp khi chúng tôi ngồi với nhau tại bàn điểm tâm. Ông ngồi đó, trong tay cầm một bì thư vừa mới mở, tay kia là 5 hạt cam khô. Ồ, thế này là thế nào hả con? Cha tôi lắp bắp hỏi. Đó là ca, ca, ca. Tôi đáp, lòng tê dại. Ông nhìn trong phong bì. Đúng như thế, chính là ca, ca, ca. Nhưng phía trên nó là cái gì thế? Hãy đặt những tờ giấy trên cái đồng hồ mặt trời. Tôi hé mắt nhìn qua vai ông và đọc. Giấy tờ gì thế? Cái đồng hồ mặt trời nào? Cái đồng hồ mặt trời ở trong vườn, không có cái nào khác. Còn về giấy tờ thì chắc đó là những giấy tờ đã bị hủy đi. Ôi chà, chúng ta đang ở trong một vùng đất văn minh và không thể có cái chuyện vớ vẩn kiểu này. Lá thư từ đâu đến? Ông nói ra vẻ gan dạ. Từ Dundee, tôi đáp, nhìn vào dấu bưu điện. Chả có dính dáng gì tới những giấy tờ và cái đồng hồ mặt trời. Chả không thèm quan tâm tới chuyện bậy bạ như thế. Chắc là con nên báo cảnh sát biết, tôi nói. Để cho người ta cười ấy à? Không nên làm dùm beng về một chuyện vớ vẩn như thế. Biện luận với ông thật vô ích, bởi vì ông là một người rất độc tài. Tuy thế, tôi vẫn không yên lòng. Tâm trí bị ám ảnh bởi những chuyện chẳng lành. 3 ngày sau khi nhận được lá thư, cha tôi đi thăm một người bạn cũ, thiếu tá Fridbody.
ông này đang chỉ huy một trong những đồn lũy trên đồi Potsdam. Tôi mừng là ông đã đi, vì tôi thấy dường như càng đi xa nhà, thì ông càng tránh được sự nguy hiểm. Sau khi ông vắng nhà 2 ngày, tôi nhận được điện tín. Thiếu tá yêu cầu tôi đến ngay. Cha tôi đã ngã xuống một trong những hố đá vôi ở quanh vùng đó và đang nằm bất tỉnh. Tôi vội vã đến, nhưng ông lịm đi và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Dường như ông đã từ vùng Freiham trở về vào buổi hoàng hôn. Vùng quê thì lạ lẫm đối với ông, mà những hố đá vôi thì không có hàng rào bao quanh. Vì thế, người bồi thẩm đã kết luận chết vì tai nạn bất ngờ. Khi xem xét lại mọi sự kiện liên quan đến cái chết của ông, tôi không tìm thấy có một cái gì có thể gợi lên ý tưởng về vụ mưu sát. Không có dấu hiệu của sự hành hung, không có dấu chân, không có vụ cướp bóc nào, cũng không có bằng chứng nào về sự xuất hiện của những người lạ mặt trên những con đường. Thế nhưng tôi rất lo lắng và chắc chắn đã có một âm mưu gài bẫy ông. Cái chết của cha tôi đến vào tháng Giêng năm 1885, và từ đó đến nay, 2 năm 8 tháng đã trôi qua. Trong thời gian này, tôi bắt đầu hy vọng rằng những hạt cam đã rời bỏ gia đình tôi, rằng nó đã chấm dứt với đời cha tôi. Nhưng sáng hôm qua, cú đánh đã bổ xuống. Chàng thanh niên lấy từ áo gi lê ra một cái phong bì nhầu nát và quay sang bàn, anh ta lắc nhẹ, làm rơi xuống 5 hạt cam khô. Đây là cái phong bì giấu bưu điện London phía đông. Bên trong là những chữ y như trên cái thông điệp cuối cùng mà cha tôi nhận được, KKK. Tiếp đó là, hãy đặt những giấy tờ lên cái đồng hồ mặt trời. Anh đã làm gì? Không làm gì cả. Không làm gì cả. Thật tình mà nói, anh ta áp mặt xuống 2 bàn tay gầy xanh của mình. Tôi đã cảm thấy bất lực. Tôi cảm thấy mình như một con thỏ khốn nạn khi con rắn đang bò về phía tôi. Mọi sự đề phòng đều chỉ uổng công thôi. Anh phải hành động, chàng trai ạ. Nếu không, anh sẽ bị lâm nguy đấy. Chỉ có nghị lực mới cứu nổi anh. Tôi đã gặp cảnh sát. À, nhưng họ lắng nghe câu chuyện của tôi với một nụ cười. Hùng vùng 2 tay nắm chặt của anh lên không khí. Ngu xuẩn không chịu được, anh kêu lên. Tuy vậy, họ cho một cảnh sát đến ở trong nhà với tôi. Ông ta có đi theo anh tới đây không? Không, ông ta được lệnh lưu lại trong nhà. Một lần nữa, Hùng bực tức nói lẩm bẩm. Tại sao lúc ấy anh không đến với tôi? Và trên hết, tại sao anh không đến ngay? Tôi cũng không biết nữa. Chỉ mới hôm qua, tôi kể cho thiếu tá Prendergast nghe những rắc rối của tôi. Và ông ta khuyên tôi tìm đến ông. Vậy là đã 2 ngày trôi qua từ khi anh nhận được lá thư. Lẽ ra chúng ta nên hành động sớm hơn. Anh không còn bằng chứng nào, một chi tiết gợi ý nào khác, cả dĩ giúp chúng tôi. Có một cái này, người thanh niên nói, lục lọi trong túi áo khoác và kéo ra một tờ giấy có đường kẻ xanh, phai màu và đặt nó lên bàn. Vào hôm chúng tôi đốt tờ giấy, tôi có thấy những cái mép nhỏ không bị cháy nằm giữa đống tro. Nó có cái màu đặc biệt lắm. Tôi thấy nó nằm ở trên sàn phòng ông và tôi đoán rằng có lẽ nó là một trong những tờ giấy bay ra, nhờ thế mà khỏi bị cháy. Hôm di chuyển cái đèn và cả hai chúng tôi cúi xuống nhìn vào tờ giấy, cái mép sơ ra cho thấy nó được xé ra từ một quyển sổ. Đầu đề là tháng 3, 1869 và dưới đó là những dòng chữ khó hiểu. Ngày 4, Hudson đến nhà ga cũ ấy. Ngày 7, đặt những hạt cam lên Macaulay, Paramo và John Swan của Saint Augustine. Ngày 9, Macaulay giải tòa. Ngày 10, John Swan giải tòa. Ngày 12, viếng thăm Paramore. Tất cả đều tốt đẹp. Cảm ơn anh, Holmes nói, gấp mảnh giấy lại và trả cho người khách. Và bây giờ, anh không thể vì lý do gì để mất một khắc. Anh phải về nhà và hành động ngay. Tôi sẽ làm gì? Chỉ có một việc để làm và phải làm ngay lập tức. Anh hãy đặt tờ giấy này vào trong cái hộp bằng đồng ấy. Anh cũng nên viết cái dòng chữ và nói rằng tất cả những tờ giấy khác đã bị chú anh đốt rồi và đây là mảnh giấy duy nhất còn lại. Anh phải khẳng định điều đó bằng những lời lẽ có sức thuyết phục đối với họ. Rồi anh phải lập tức đặt cái hộp lên trên cái đồng hồ mặt trời. Anh hiểu rồi chứ? Tôi hiểu rõ. Hiện tại, đừng có nghĩ tới chuyện trả thù. Việc đầu tiên là phải loại bỏ các nguy hiểm đang đe dọa anh. Việc thứ hai là làm sáng tỏ cái bí mật và trừng trị thủ phạm. Cảm ơn ông. Chàng trai nói và đứng lên mặc áo khoác vào.
ông đã cho tôi một niềm hy vọng mới. Tôi sẽ làm theo lời ông. Đừng bỏ mất một khắc và hãy cẩn thận giữ mình. Một mối nguy hiểm đang rình rập anh. Anh về nhà bằng gì? Bằng xe lửa từ Waterloo. Chưa đến 9 giờ, phố xá còn đông đúc, nên tôi tin chắc là anh sẽ được an toàn. Tôi có vũ khí. Tốt lắm. Ngày mai, tôi sẽ bắt tay vào trường hợp của anh. Và tôi sẽ gặp ông tại Hotham. Không, sự bí mật của anh nằm tại London. Tôi sẽ tìm kiếm nó ngay tại đây. Vậy trong 1-2 ngày nữa, tôi sẽ đến chỗ ông với những tin tức về cái hộp và những giấy tờ. Anh ta bắt tay chúng tôi rồi giã từ. Bên ngoài, gió vẫn gào thét và mưa tạt lộp độp vào các cửa sổ. Anh Watson, trong tất cả những vụ án của chúng ta, chưa có vụ nào quái lạ hơn vụ này. Có lẽ thế trừ vụ truy tìm dấu hiệu bộ tứ. Vâng, có lẽ. Thế nhưng chàng trai này dường như đang bước đi giữa những mối nguy hiểm lớn hơn cả những nguy hiểm của gia đình Xuân Tô. Nhưng anh đã xác lập được một quan niệm rõ ràng nào về những mối nguy hiểm này chưa? Bản chất của chúng thì đã rõ. Vậy những nguy hiểm ấy như thế nào? KKK là ai? Tại sao hắn theo đuổi gia đình này? Sherlock Holmes nhắm mắt lại và đặt hai cùi chỏ lên ghế, những đầu ngón tay chụm vào nhau. Khi đã có trong tay một sự kiện riêng rẽ trong toàn bộ tình huống, nhà lý luận tưởng sẽ suy diễn không chỉ tất cả những chuỗi biến cố dẫn đến nó, mà còn suy diễn ra được những kết quả xuất phát từ nó. Sự kia tôi đã nói rằng, một người phải dự trữ trong trí óc anh ta những đồ đạc mà anh ta có thể phải dùng đến, và những thứ còn lại anh ta có thể cất đi vào kho chứa, nơi mà anh ta có thể lấy khi cần. Bây giờ đối với trường hợp này, chúng ta phải trưng dụng tất cả những tài nguyên sẵn có. Làm ơn đưa cho tôi quyển phần ca của bộ Bách Khoa Từ Điển nằm trên kệ. Bây giờ, hãy xem ta có thể suy diễn ra từ nó được cái gì. Trước hết, chúng ta có thể bắt đầu bằng một giả thiết rằng ông đại tá có một lý do rất mạnh mẽ để rời nước Mỹ. Những con người ở vào thời đó không dại gì mà đổi cái khí hậu dễ chịu của Florida để lấy cuộc sống cô đơn tại một thị trấn Anh quốc. Điều này gợi ra ý tưởng rằng ông ta đã sợ hãi một ai đó hoặc một cái gì đó. Về chuyện ông ta sợ cái gì, chúng ta chỉ cần suy diễn từ những lá thư khủng khiếp đã đến với ông ta và những người thừa kế của ông ta. Anh có để ý đến con dấu bưu điện trên những lá thư này không? Lá thư đầu tiên đến từ Pondicherry, lá thư thứ hai từ Dundee, lá thư thứ ba từ London. Hai lần đầu đến từ phía đông London, anh suy diễn ra điều gì về chi tiết đó? Ở phía đông toàn là những hải cảng, người viết thư đã ở trên một con tàu. Tuyệt diệu, chúng ta đã có được một đầu mối. Rất có thể là người viết thư đã ở trên một con tàu. Và bây giờ, chúng ta hãy xem xét một điểm khác. Trong trường hợp lá thư đến từ Pondicherry, thời gian trôi qua giữa lời đe dọa và sự thực hiện là 7 tuần lễ. Trong trường hợp thư đến từ Dundee thì khoảng cách ấy chỉ còn lại 4-5 ngày. Sự chênh lệch ấy nói đến điều gì? Một khoảng cách xa hơn để đi. Nhưng lá thư cũng phải có một khoảng cách xa hơn để đến. Tôi không hiểu điểm ấy. Rất có thể cái thuyền mà trên đó người ấy có mặt là một thuyền buồm. Hình như họ thường gửi lá thư báo hiệu trước khi họ hành động. Anh thấy trong trường hợp thư đến từ Dundee, hành động đã đến chóng vánh sau khi có báo hiệu chỉ có 5 ngày. Nếu họ đến từ Pondicherry bằng tàu thủy, họ đã có thể đến cùng lúc với lá thư, nhưng thực ra họ đến sau lá thư 7 tuần. Tôi nghĩ rằng thời gian 7 tuần này nói lên sự khác biệt giữa tốc độ của cái tàu đưa thư, chở lá thư và cái tàu buồm, chở người gửi thư. Có thể. Và bây giờ, tại sao tôi lại thúc giục chàng trai phải giữ mình cẩn thận? Ngón đòn thường giáng xuống vào cuối khoảng thời gian mà người gửi thư phải dùng để vượt khoảng cách. Nói cách khác, ông ta cho thư đi trước, còn mình thì đi sau. Nhưng hễ vừa tới nơi là ra tay liền. Nhưng lá thư này đến từ London, vì thế mà chúng ta không thể trì hoãn được. Trời ơi! Những thứ giấy tờ mà ông đại tá mang theo rõ ràng là rất quan trọng đối với người ở trên thuyền buồm. Đó là một nhóm người, chứ không phải là một người. Một kẻ đơn thương độc mã không thể nào giết chết hai mạng người một cách khéo léo đến mức đánh lừa được cả điều tra viên của ban hội thẩm. Chắc chắn bọn chúng phải là những con người tháo vát và cương quyết. Chúng muốn lấy cho bằng được những giấy tờ bất kể ai đang cất giữ. Như thế, KKK không còn là tên viết tắt của một cá nhân mà trở thành tên của một hội đoàn. Nhưng hội đoàn nào?
Anh chưa bao giờ nghe nói đến bọn Ku Klux Klan sao? Chưa bao giờ. Holmes lật những trang giấy của quyển bách khoa đặt lên đầu gối. Đây rồi, Ku Klux Klan. Một cái tên xuất phát từ âm thanh phát ra khi lên đạn một khẩu súng trường. Cái hội kín khủng khiếp này được thành lập bởi những cựu chiến binh liên bang tại những tiểu bang miền Nam sau nội chiến, và nó nhanh chóng thành lập những chi nhánh địa phương tại nhiều vùng khác nhau của nước Mỹ, nhất là tại Tennessee, Louisiana, Carolina, Georgia và Florida. Quyền lực của nó được sử dụng vào những mục đích chính trị, chủ yếu là để khủng bố cử tri da đen, để ám sát và trục xuất những kẻ nào chống đối với các quan điểm của nó. Trước lúc hành động, nó thường báo trước cho nạn nhân bằng một hình thức quái dị nào đó, nhưng thường dễ nhận ra. Tại một vài vùng, kẻ bị trừng phạt nhận được một nhánh lá sồi, tại những vùng khác là những hạt dưa hay những hạt cam. Khi nhận được tín hiệu này, nạn nhân có thể công khai từ bỏ lối sống cũ của mình hoặc có thể chạy trốn sang nước khác. Nếu nạn nhân liều lĩnh thách đố thì chắc chắn tử thần sẽ đến viếng anh ta, và thường là dưới những hình thức quái dị và không thể đoán trước. Cách tổ chức của hội kín này quá hoàn hảo và phương pháp hành động của họ quá hệ thống, đến nỗi chưa có ai chống lại nó mà không bị trừng trị, và các thủ phạm của những cuộc khủng bố này chưa bao giờ bị phát hiện. Tổ chức này thịnh hành trong một vài năm, mặc dù chính phủ Mỹ và những giai cấp tiến bộ hơn trong cộng đồng tại miền Nam đã cố công dập tắt. Sau cùng, vào năm 1869, phong trào xẹp xuống một cách đột ngột, mặc dù từ thời điểm đó về sau, thỉnh thoảng lại nổ ra một vụ khủng bố kiểu như thế này. Anh sẽ thấy, Holmes nói, đặt quyển sách xuống, rằng sự tan rã đột ngột của hội kín này trùng hợp với việc ông đại tá Elias trốn khỏi nước Mỹ cùng với những giấy tờ của ông ta. Thảo nào mà luôn luôn có những cái bóng theo đuổi ông ta và gia đình ông ta. Một cuộc săn đuổi quyết liệt và dai dẳng. Quyển sổ và quyển nhật ký kia có dính líu đến một vài người đầu tiên tại miền Nam, vì nó đã làm cho nhiều người mất ăn mất ngủ khi nào họ chưa lấy lại được. Vậy là cái trang trại mà chúng ta thấy. Nếu tôi nhớ đúng, thì nội dung của nó như thế này. Đã gửi những hạt cam tới A, B và C, nghĩa là đã gửi tín hiệu đến cho những người ấy. Rồi tiếp theo, đó là những đề mục nói rằng A và B được giải tỏa, hoặc rời đất nước, và sau cùng C đã được thăm viếng, nghĩa là C đã bị trừng phạt. Tôi tin rằng cơ may duy nhất mà chàng trai Openshaw có được trong lúc này là làm theo lời tôi khuyên. Đêm nay không còn gì để nói nữa, vậy hãy đưa cho tôi cây vĩ cầm. Sương mù đã tan đi vào buổi sáng, mặt trời tỏa ánh sáng dịu dịu xuyên qua màn sương mờ răng qua thành phố London. Hôm đã ngồi tại bàn điểm tâm khi tôi đi xuống. Cả ngày nay, tôi sẽ bận rộn để xem xét trường hợp của chàng trai. Anh sẽ đi những bước nào? Có thể là tôi phải đi xuống Horsham. Anh sẽ không đến đó trước. Không, tôi sẽ bắt đầu với thành phố London. Cứ rung chuông, chị giúp việc sẽ mang cà phê lên cho anh. Trong khi chờ đợi, tôi nhặt tờ báo mới lên và liếc qua. Mắt tôi dừng lại trên một cái tít. Nó làm tôi lạnh cả người. Hôm ạ, anh chậm mất rồi, tôi kêu lên. Ồ, tôi cũng đã e ngại điều đó. Sự việc diễn ra như thế nào? Anh nói bằng giọng trầm tĩnh, nhưng tôi có thể thấy rằng anh đang xúc động mạnh mẽ. Mắt tôi đập vào cái tên Openshaw và cái tít thảm kịch gần cầu Waterloo. Bài tường thuật như sau. Khoảng từ 9 giờ 11 phút đêm qua, cảnh sát thuộc phân khu H trực gần cầu Waterloo đã nghe một tiếng kêu cứu và tiếng nước tung tóe. Song đêm quá tối và cơn bão quá dữ dội, nên dù có sự trợ giúp của 5-7 người qua đường, vẫn không thể cứu được kẻ bị đắm. Tuy vậy, lời báo động được chuyển đi, và nhờ sự trợ lực của đội cảnh sát trên sông, sau cùng tử thi được vớt lên. Bằng cái tên trên phong bì tìm thấy trong túi áo nạn nhân, người ta biết đó là chàng trai John Openshaw, cư trú tại gần Horsham. Người ta đoán rằng có thể anh ta đang vội vã đi xuống để bắt kịp chuyến xe lửa cuối cùng xuất phát từ Waterloo, và rằng trong cơn vội vã và đêm đen như mực, anh ta đã lạc lối mà bước lên mép của một cầu tàu. Đây là một tai nạn rủi ro. Tai nạn này sẽ có tác dụng kêu gọi chính quyền lưu ý tới tình trạng của những cầu tàu ven bờ sông. Chúng tôi ngồi im lặng trong vài phút, chưa bao giờ hôm xúc động như thế. Biến cố này làm thương tổn tự ái của tôi. Bây giờ nó là một vấn đề của chính bản thân tôi. Tôi nhất định sẽ tóm cổ bọn này. Khốn nạn thay, anh ta đến cầu cứu tôi, thế mà tôi lại đưa anh ta vào chỗ chết.
Holmes nhảy ra khỏi ghế và bước đi quanh phòng trong trạng thái xúc động không thể kiềm giữ. Hai bàn tay khẳng khiu nắm vào mở ra. Bọn chúng quả là một lũ quỷ tinh danh. Làm thế nào chúng có thể nhử anh ta xuống đó? Đi tới nhà ga thì đâu cần phải qua lối đó. Cho dù vào một đêm tối tăm và mưa bão, thì trên cầu vẫn đông đúc người qua lại. Chúng không dễ gì thực hiện được âm mưu. Ừ, để rồi xem. Bây giờ tôi đi đây. Đến cảnh sát? Không, tôi sẽ là cảnh sát của chính tôi. Suốt ngày tôi bận rộn với việc khám bệnh, và khi tôi trở lại phố Baker thì đã xế chiều. Hôm vẫn chưa về. Gần đêm, anh mới về, trông có vẻ xanh xao và mệt rã rời. Anh bước lại bên cái tủ buffet, xé một miếng bánh mì nhai ngấu nghiến, rồi uống một ngụm nước. Anh đang đói. Đói meo, từ sáng đến giờ chưa có gì trong bụng cả. Công việc ra sao? Tốt. Anh đã có một đầu mối. Bọn chúng đang ở giữa lòng bàn tay tôi. Chẳng bao lâu nữa, chàng trai sẽ rửa được mối thù. Ừ, chúng ta sẽ dán cái phù hiệu của chúng nó lên chúng nó. Kể cũng hay đấy. Anh muốn nói gì? Hôm lấy từ trong chạn ra một quả cam, xé thành từng mảnh, rồi bóp cho những hạt cam rơi xuống bàn. Anh lấy 5 hạt và nhét chúng vào một phong bì. Ở phía bên trong nắp phong bì, anh viết A, H, gửi cho, G, C. Rồi anh dán lại, đây địa chỉ người nhận. Thuyền trưởng Jim Canhoe, tàu Lone Star, tiểu bang Georgia. Lá thư sẽ đợi hắn khi hắn vào hải cảng. Anh cười khúc khích nói. Lá thư sẽ cho hắn một đêm không ngủ. Hắn sẽ thấy rằng mọi sự vùng vẫy đều vô ích như điều mà chàng trai Openshaw đã cảm nhận xưa kia. Thuyền trưởng Calhoun là ai? Là thủ lĩnh của bọn đó. Tôi sẽ tóm cổ những tên khác, nhưng hắn là người đầu tiên. Anh tìm ra tung tích bọn chúng như thế nào? Ôm lấy từ trong túi ra một tờ giấy lớn, đầy những cái tên và những con số chỉ ngày tháng. Tôi đã mất cả một ngày để xem xét nhiều tập hồ sơ cũ, theo dõi lộ trình sẽ đi của tất cả những tàu thủy đã cập bến Pondicherry vào tháng Giêng và tháng 2 năm 1883. Có 36 tàu tải trọng khá lớn được báo cáo là có mặt ở đó trong những tháng này. Trong số đó, có một chiếc tên là Lone Star đã lôi cuốn sự chú ý của tôi bởi vì nó mang tên của một tiểu bang ở Mỹ. Tôi nghĩ là tiểu bang Texas. Cho đến giờ, tôi cũng không biết chắc là tiểu bang nào, nhưng tôi biết chắc rằng đó là một chiếc tàu gốc tại Mỹ. Sau đó anh làm gì? Tôi lục soát những hồ sơ về Dundee, và khi tôi thấy rằng chiếc thuyền buồm Lone Star có mặt tại đây vào tháng Giêng năm 1885, thì tôi không còn nghi ngờ gì nữa. Rồi tôi điều tra về những con tàu hiện đang nằm tại cảng London. Gì cơ? Tuần trước, con tàu Lone Star đã đến đây. Tôi đi xuống bến tàu và thấy rằng nó đang nhổ neo từ sáng sớm hôm nay trên đường đến Savannah. Tôi đánh điện tới Gravesend và được biết rằng nó đã đi qua một thời gian trước đó. Vì gió đang thổi về hướng đông, tôi chắc chắn rằng bây giờ nó đã đi qua Goodwin và cách đảo Rye không xa. Rồi anh sẽ làm gì? Ồ, tôi sẽ tóm cổ hắn. Theo tôi biết, trên tàu chỉ có 3 người gốc Mỹ là hắn và 2 tên khác nữa. Số còn lại là Phần Lan và người Đức. Tôi cũng biết đêm qua cả 3 đứa đều rời khỏi tàu. Chúng đi giết anh chàng của chúng ta. Tôi lấy được tin này từ người công nhân bốc xếp đã chất hàng cho chúng. Vào lúc chiếc tàu buồm của chúng đến Savannah, tàu đưa thư hẳn đã mang lá thư đến đó rồi. Và điện tín hẳn đã báo cho cảnh sát tại Savannah biết rằng cần phải bắt giữ 3 tên này về tội mưu sát. Tuy thế, kẻ mưu sát chàng trai Openshaw không bao giờ nhận được những hạt cam. Năm ấy, những cơn gió thu phân kéo dài rất lâu và khắc nghiệt. Chúng tôi mòn mỏi chờ tin con tàu Lone Star của Savannah, nhưng bặt bóng chim tăm cá. Sau cùng, chúng tôi nghe nói rằng ở một nơi nào đó xa ngoài khơi Đại Tây Dương, người ta thấy một cái cột buồm phía đôi tàu bị vỡ tan, đang lắc lư trên sóng. Trên đó có khắc chữ LS. VTC Now.